Cái cuốn băng đầu tiên của anh do Trung tâm Thúy Nga phát hành tại Sài Gòn vào cuối năm 74. Trong đó có gồm có 17 bản tình ca đặc sắc. Có thể nói cuốn băng đó ra đời vào một cái thời điểm không may là lúc xế chiều của miền Nam. Tuy vậy, dù chỉ một thời gian ngắn thì thính giả cũng nhận ra được rằng dòng nhạc của anh là một sự hứa hẹn rất lớn. Nhưng rồi biến cố 30 tháng 4 ập đến. Chủ quan anh có nghĩ rằng biến cố đó đã làm đứt đoạn dòng sáng tác của anh hay không? Thưa anh, biến cố tháng 4 năm 75 không những đã làm gián đoạn nguồn sáng tác của tôi, mà còn làm đảo lộn tất cả cuộc sống, cũng như các dự tính cho tương lai của tôi nữa. Ngày đó, tôi bị lạc mất gia đình, bạn bè và cả người yêu. Thì trong nỗi mất mát này, cộng với tất cả những đổi thay chung quanh mình, thì thực sự mà nói, tôi không hề nghĩ là mình còn có dịp để tiếp tục sáng tác hay là đi trình diễn như những ngày tháng trước nữa. Và tôi nghĩ đây là một cái nỗi đau lớn nhất cho tất cả những người hoạt động văn nghệ thời đó. Nhưng mà có lẽ rằng là cũng phải nhận ra một điều là dù sao đi nữa thì sau cái biến cố đó anh vẫn còn tiếp tục sáng tác. Và anh vẫn có được một số những nhạc phẩm rất là đặc sắc. Điển hình như là một bản nhạc mà tôi xin phép anh để giới thiệu với quý vị khán thính giả bây giờ, anh viết sau năm 75. Kính thưa quý vị, một bản tình ca viết sau năm 75 của Ngô Thụy Miên, bài Tình Ca Cho Em, sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của Duy Quang với sự phụ đệm vĩ cầm của Ngọc Yến và Ngọc Phương. Thank you.
phát những lời thiết tha chiều mến. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài, giờ đâu còn nữa, tình yêu đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ.